Xin chào các bạn, hôm nay tin học vui vẻ sẽ làm cùng với các bạn một cái bài tập về toán tử trong JavaScript. Đây thì đây mình có một cái file index.html, chúng ta sẽ mở cái file này lên như sau. Đây, thì mở cái trang này lên thì nó hiện ra một hộp thoại. Thoại đầu tiên là nhập họ và tên. Thì mình sẽ nhập họ và tên, ví dụ như đây là Nguyễn. Văn Trung. Đấy, sau đó là hộp thoại tiếp theo là nhập ngày tháng năm sinh, như ngày 21 1986. Tiếp theo nhập quê quán, ví dụ như cho đây là Nam Định, số điện thoại 0986 886 996. Ok, nó hiện ra và kết quả nó trả về trên trình duyệt kết quả: họ tên Nguyễn Văn Trung, ngày tháng năm sinh 21 tháng 8 năm 1986, quê quán Nam Định, số điện thoại 0986 886 996. Đấy, thì học xong được cái phần hộp thoại này, phần biến trong JavaScript và phần toán tử trong JavaScript, các bạn hoàn toàn có thể làm được cái ví dụ này. Thì hôm nay tin học vui vẻ sẽ cùng với các bạn làm cái ví dụ này. Thì đầu tiên là để phân tích cái ví dụ này thì chúng ta biết là thứ nhất là chúng ta có bốn cái hộp thoại. Hộp thoại thứ nhất là yêu cầu nhập họ tên, đúng không ạ? Hộp thoại thứ hai là yêu cầu nhập ngày tháng năm sinh. Hộp thoại thứ ba là nhập quê quán. Và hộp thoại thứ tư là nhập số điện thoại, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tạo cái file HTML và có mã JavaScript và làm bốn cái hộp thoại này trước. Thì bây giờ ở trong cái mình có tạo ra một thư mục JavaScript ngày trước, và mình đã tạo ra một cái file HTML ở phần bài 5 này. Đấy, mình đã tạo ra phần bài 5 này. Và bây giờ mình sẽ tạo bốn cái hộp thoại Chrome trước. Đấy, hộp thoại Chrome. Nhất là nhập họ tên, nhập họ và tên. Cái phần nhập họ và tên ở trong hộp thoại Chrome này thì các bạn để trong dấu nháy đơn cũng được và để trong dấu nháy chấm cũng được. Thứ hai là nhập ngày tháng năm sinh. Tháng năm sinh kích thước bằng dấu chấm phẩy. Thứ ba là nhập quê quán, cuối cùng là nhập số điện thoại. Bây giờ mình kiểm tra trên trình duyệt xem là mình đã nhập đầy đủ được, mình đã hiển thị được cái hộp thoại này chưa. Bài 5 hiển thị trên trình duyệt. Đấy, thì đã được ô họ và tên, đúng không ạ? Như A, ngày tháng sinh B, quê quán C và số điện thoại là D, đúng không ạ? Vậy là mình đã hiển thị được được bốn cái hộp thoại theo như yêu cầu của đề bài, đúng không ạ? Đấy, bây giờ bốn cái hộp thoại này mà mình muốn xuất cái dữ liệu ở trong bốn cái hộp thoại này ra ngoài trình duyệt, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải phải gắn cho cái dữ liệu trong hộp thoại này bằng một cái biến, đúng không ạ?
Thì mỗi cái hộp thoại này thì tương ứng mình sẽ gắn cho nó một cái biến. Hộp thoại thứ nhất là họ có tên, mình sẽ gắn cho nó một cái biến va, tên của cái biến này chính là họ tên, sau đó là bằng Chrome. Tiếp theo tương tự như vậy, mình cái biến tiếp theo biến va tiếp và biến ngày tháng, biến ngày tháng chẳng hạn. Tiếp theo mình sẽ gắn lại tiếp một biến nữa và biến ngày sinh chẳng hạn. Biến trên này mình đặt là ngày sinh để cho nó gần với lại cái nội dung ngày tháng năm sinh. Tiếp theo biến va mình đặt tên là quê quán. Tiếp theo mình đặt va tiếp và đặt tên là điện thoại. Đấy, mình đã đặt được, mình đã gắn gắn giá trị ở cái hộp thoại Chrome này cho bằng bốn cái biến. Hộp giá trị ở hộp thoại nhập họ tên mình gắn bằng biến họ tên, giá trị nhập trong hộp thoại ngày tháng năm sinh mình gắn bằng biến ngày sinh, giá trị trong hộp thoại quê quán mình gắn bằng biến quê quán, và giá trị trong hộp thoại nhập số điện thoại mình gắn bằng biến số điện thoại. Ở đây chính là cái toán tử gắn mà các bạn đã học ở cái bài toán tử đúng không ạ? Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là xuất xuất một biến ra ngoài trình duyệt đúng không ạ? Xuất một biến ra, xuất giá trị của một biến ra ngoài trình duyệt thì chúng ta dùng câu lệnh là document.while đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ viết câu lệnh document.while. Document.while sau đó là dấu ngoặc đơn, sau đó là tên biến đúng không ạ? Ví dụ như tên biến họ tên đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ xuất ra được dữ liệu họ tên. Tuy nhiên thì ở đây trong đề bài của chúng ta là nó có dòng chữ họ và tên đúng không ạ? Đấy, dòng chữ ngày tháng năm sinh, dòng chữ quê quán và dòng chữ số điện thoại có sẵn ở đây đúng không ạ? Thì ở đây nếu mà chúng ta chỉ để mỗi như này và chúng ta cho cái biến họ tên vào thì nó chỉ ra mỗi họ tên đúng không ạ? Không ra được cái chuỗi kia đúng không ạ? Vì vậy ở trong này chắc chắn nó có một cái chuỗi, đấy là cái chuỗi ở đây là chuỗi họ và tên đúng không ạ, và tên. Đấy, như vậy là chúng ta xong được cái chuỗi này và chúng ta nối với cái biến họ tên đúng không ạ, nối với cái biến họ tên. Sau đó ở đây thì mỗi phần nó nằm trên một dòng đúng không ạ, thì tức là đã có thẻ BR ở đây đúng không ạ, thì chúng ta sẽ nối tiếp với một cái thẻ BR nữa ở trong trong phần này. Đấy, chúng ta sẽ nối tiếp với một cái thẻ nữa là thẻ BR. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất một cái câu lệnh, đó là xuất giá trị của cái hộp thoại Chrome bằng cái biến họ tên đúng không ạ. Thì tương tự như vậy chúng ta xuất dữ liệu của cái biến thứ hai, biến ngày sinh, nó cùng mình chấm ngoài. Ngày tháng năm sinh hai chấm, sau đó chúng ta sẽ nối với cái biến đó là biến ngày sinh đúng không ạ, rồi cộng tiếp với thẻ BR để cho nó xuống dòng. Kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy. Tiếp theo là vẫn câu lệnh document.while, rồi dấu nháy, rồi quê quán đúng không hai chấm, quê quán hai chấm, sau đó là
biến nối với biến quê quán đúng không ạ? Quê quán đấy, chúng ta nối với biến quê quán, và đó, sau đó chúng ta sẽ nối với một cái thẻ chấm phẩy, kết thúc câu lệnh. Câu lệnh cuối cùng hoặc đơn điện thoại. Điện thoại hai chấm, sau đó là cộng với cái biến, ở đây chính là cái biến điện thoại đúng không ạ, cộng với cái thẻ tiếp theo là thẻ BR. Ra cái phần cuối cùng này mình không dùng thẻ BR cũng được đây, thì nó không còn phải cách nữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ hiển thị trên trình duyệt chào em nào, kiểu họ tên, ví dụ như ở đây là Nguyễn Văn Trung, ngày tháng năm sinh 21 tháng 8 năm 1986, quê quán Nam Định, số điện thoại 098 688 6996, enter. Đấy, chúng ta đã hiển thị ra được dữ liệu ra ngoài trình duyệt, thao tác của chúng ta đã đúng rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở cái phần bài năm này của chúng ta là cái cụm từ này nó in đậm đúng không ạ? Ở tên in đậm, ngày tháng năm sinh in đậm, quê quán in đậm, số điện thoại in đậm. Đấy, mà chỗ này của chúng ta chưa in đậm đúng không ạ? Mà chỗ này chúng ta đang bị sai chính tả một chút. Thì chỗ này in đậm đúng không ạ? Thì tức là chúng ta cho một cái thẻ BR vào đây để cho nó in đậm đúng không ạ? Và BR ở đây thì chúng ta sẽ cho cái thẻ BR vào đây đúng không ạ? Đây, cho thẻ B vào trong này, thẻ B ở trong trong cái phần họ và tên đúng không ạ? Kết thúc đóng thẻ B này. Tương tự như vậy, phần ngày tháng năm sinh chúng ta cũng cho một thẻ B vào đây và đóng thẻ B ạ. Quê quán cũng cho một thẻ B. Đóng thẻ B. Điện thoại cũng cho một thẻ B. Đóng thẻ B. Họ và tên thì chúng ta này sửa lại một chút cho đúng họ tên, lưu lại hiển thị trên trình duyệt em năm. Họ và tên ví dụ như là Huỳnh chẳng đấy, ngày tháng năm sinh 21 tháng 9 năm 1990 chẳng, quê quán Nam Định nên 098 8 123 thẻ. Đây mình cho ví dụ thôi, enter. Như vậy là chúng ta đã làm đúng không ạ? Và phần này nó đã in đậm lên họ và tên này, ngày tháng năm sinh này, quê quán này Nam Định, quê quán Nam Định này, điện thoại này. Đấy, thì tóm lại thì trong trong cái phần bài tập này mình đã giúp các bạn là hiểu rõ hơn về cái việc gắn giá trị cho biến. Gắn giá trị cho biến thì ở đây trong việc gắn giá trị biến, chúng ta có thể gắn cho nó bằng cả một cái hộp thoại Chrome, không chỉ là những cái biến thông thường như chúng ta học cái bài bài về biến đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể gắn bằng cả một cái hộp thoại. Sau này chúng ta có thể gắn bằng những cái giá trị mà nó rất là dài và phức tạp khác. Chúng ta chỉ việc là vẫn dùng các câu lệnh document.while của chúng ta xuất dữ liệu ra,
Trong quá trình xuất dữ liệu thì chúng ta có thể nối với các cái chuỗi, trong các cái chuỗi thì cũng có thể là có những cái thẻ BR của BR này, rồi những cái thẻ in đậm in nghiêng của HTML để cho nó đẹp hơn đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái bài tập thứ nhất trong cái phần về toán tử trong JavaScript. Trong những cái bài tập sẽ còn những cái bài tập tiếp theo thì mình sẽ chữa cho các bạn cho nó sâu và cho nó cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong việc chữa các bài tập lần sau.